Em cùng mẹ và dì Sáu mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà. Ngày mới em xin mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay có Sáu ra chơi cô chú anh chị ơi. Mẹ hôm nay mẹ đi chợ mẹ cũng mua được nửa con vịt. Mua có nửa con là đủ ăn. Dạ, nhà mình ít mà. Hôm nay là vịt mẹ sẽ làm gì mẹ? Nấu chao. Ê, mẹ, cái này là mẹ em có mua hai củ phê môn, hủ chao. Hủ chao nhìn ngon hay sao? Có bún nữa nè. Đây có bún nữa. Đây là nửa con vịt. Tại quay gần không được, máu không à. Đây là cái này là cải bè xanh. Cái này là mồng tơi. Đó, rau muống. Đó, nguyên liệu là đã đủ hết rồi. Rồi giờ mẹ với Sáu sẽ vào bếp chế biến món ăn thôi cô chú anh chị ơi. Chắc miếng gừng rửa rượu, rửa vịt. Rửa rượu. Có rượu á, nãy em có đem rượu ra. Chờ chút nha. Đây chai rượu sao? Này chai rượu mình đó. Vịt uống rượu nè. Mình cho rượu, rượu vô cái mình mát xa nữa. Mát xa mới chịu. Chị Năm đập dập á, chị Năm đâu cần sắt. Mình đánh bằng cái rượu được mà. Mình đập dập á, cái để cho đàn chàng. Hôm qua sao? Cá lóc kho dư cải ngon hết sức vậy. Sao thấy thèm muốn chết. Không thể cá lóc kho dư cải qua ngon thiệt. Sao nói trời, cá lóc kho dư cải là thấy chị Năm sắc dư cải á, thấy thèm sức. Hôm qua ngon thiệt luôn. Hôm qua sao thấy kho dư cải một chảo luôn chú ơi, nó nhìn thấy thèm mà tối sắp coi sớm. Sạch con vịt mà nó không có hôi. Bữa giờ trúng quá vậy, trúng luôn 13 cái lờ. Cái lờ mà 45 con cá. Trời ơi. Con cá vô cặp cá lóc nó cả ký rồi. Ủa rồi, thế nào đó em? Dạ. Ủa rồi con gỡ ở đâu vậy con? Ở trên Ninh Thới rồi cho chỗ gãy xe rồi con gỡ mấy cái lờ vậy đó kìa. Ừ vậy đi. Ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Đúng rồi sao? 10 con rồi đâu có hạt tự đi hạt tặng gì. Sao biết cái tánh của con mà dễ gì mà. À mình nhịn chứ cho người ta. Gần mẹ có rõ sẵn rồi cô chú chị. Vịt trắng tươi luôn nè. Vịt mà mình gửi rượu rồi xin gừng là vịt ăn nó không thích à. Tại vịt này bự mẹ mua nửa con á chứ. Vịt này ký mấy chứ nửa mua, con này trăm ký mấy ha chị Nam. Mua nguyên con ăn đâu hết đâu. Đúng rồi. Nhà mình ít mà ít người có 3-4 người. Hôm qua con đi ăn Tết dân tộc và sáng ngày ta cho vịt con lấy. Vậy hả? Dạ. Tết người ta mình đâu biết đâu. Đi ăn ké mà. Nữa hả? Ừ. Gọt hai môn. Gọt hai môn đặng hồi cho mẹ ớp luôn. Nhìn cục phê củ hai môn dẻo quá sao? Dẻo, cục này dẻo. Bị hư lắm chị Nam mua phai này không có hư nè. Không. Không. Cái củ hai môn này nhìn dẻo thiệt. Nhìn khô ráo, em thấy củ hai bự nãy cũng nghi nghi mà không có hư. Vậy là Sáu vợ không mẹ con rồi. Sáu không có kinh nghiệm bằng mẹ. Mẹ con chứ không phải mẹ Sáu. Dịch này thật thích sức luôn hả Sáu? Ngồi đứng bẻ cho vừa Khánh ơi. Dạ. Giờ mẹ ấp dịch cô chú anh chị. Giờ mẹ cho chào vô dịch. Cục nữa. Nữa đây. Đậm đà ngon rồi. Chưa lấy chút lát mình làm nước chấm. Sao lặt rau rồi, rau non hết sức luôn. Chị Năm mua rau non quá chị Năm. Rau mồng tơi nhìn ngon thiệt. Tơi mang xèo luôn. Cho hai miếng hạt mì.
dừa. Cho gừng với củ hành của tỏi mình băm này nè, cho vô luôn. Trời non ha. Nó nói vừa cũng phải ăn cải xà lách hơn mấy cái rau khác. Nhưng mà cái rau này thì ăn mỗi cái như này, cái bè xanh. Cải bè xanh. Mới đúng của nó. Tại vì nó có cái mùi nồng nồng giống như cái bò tạc vậy đó. Cái wasabi cái gì wasabi á. Mẹ thấy mẹ bắt đi chưa? Mẹ tới giờ mẹ thơm. Mẹ mớp mà tới giờ mẹ em hỏi tới giờ mẹ có bỏ tiền chưa Khánh. Vậy mình không có ớt sả tế. Cay hai em cháu ăn được, mình cho muối dầu điều vô. Cho nó có màng màu. Cái củ phai môn này nó dẻo thiệt. Dẻo thiệt. Ai bán gì đây? Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Cá lóc nuôi á. Ừ, cá lóc nuôi. Cái này cá lóc đồng bán vậy. Không, cá lóc đồng có đâu cái bán vậy. Lên tiếng cái đằng hết mẹ. Mấy người muốn chặt cho nó bự một tí nè. Giờ mình có rau bỏ vô muối không? Rau này phải cho muối rồi chắc. Rau gì cũng vậy, cho muối cho chắc ăn không? Hành ta trồng sao hay bự quá hết chị Năm. Thấy không? Hành là mình gửi sơ sơ cũng không được nè. Mà xinh. Nó trong mấy cái bẻ á. Bẻ xinh quá. Nó mềm á, chứ ăn rau này được tốt nè, nó có chất nhờn nè, còn bị khô xương khớp rồi đó. Sáu sắc rau sáu như sáu có lấy thước đo nè mẹ. Sáu rất đại vậy đó. Sáu có lấy thước đo rồi. À, như quen cái chừng. Dầu nóng mình sẽ đổi cũng sẽ. Tỏi xả vàng này mình cho thịt vô. Bây giờ đổ vô đó luôn. Hồi nãy con thấy trên cây thấy nó tròn lắm mà sao xuống xuống nó. Tại cái bề này con thấy nè. Hẹo tùm lum hết trơn. Cái quà bên kia thấy nó già quá à. Quà này rám nè. Cái này nước vậy nó mới ngon. Nó vừa hơi. Không, cái này là ngọt nè, cái này nó gám nè. Vừa là vừa làm mứt nè. Vừa làm mứt rồi. Gám này chắc uống vô luôn á. Chú ơi. Không, cái này nó có ga nè. Vừa ga. Chú ơi. Chưa có lắc nước mà. Chưa có khô luôn á. Đen mẹ rồi, đen rồi. Chưa lắc nước mà sao nó bị đen gám nè. Không, nó vậy nên nó có ga nó mới ngon chứ ơi. Thôi vậy đó mới có ga nó mới ngọt. Được luôn rồi đó. Vừa này làm mứt là ngon lạnh luôn rồi. Ừ, đẹp cơm mới sức này cho Năm. Cái vừa nhóc lớn luôn thấy không? Giờ thịt mình xào giờ nó cũng săn rồi nè. Mình cho nước dừa vô. Dừa xáo chặt nãy nè. Con trái nước nhiều hết sức. Em nướng lửa bên đây là em chiên môn. Sao chiên môn? Chiên môn. Chiên môn. Mà nghe nghe thì không có chiên môn. Sao? Sao? Cạo đào chiên môn một. À cạo à đúng rồi, cạo đào có nghề chiên môn chứ bộ. Chiên môn cạo đào. Ngày cạo mấy ký luôn á. Sao
sống được, sống mình thì được, còn nuôi ai thì nó không được. Ngày gạo 3 kg sao? 3-4 kg, 3-40 ngàn nhé, con kệ cũng sống được rồi. Giờ lúc nào đâu có giá, ký 18, 9, 10 ngàn. 10 ngàn. Gạo 4 kg được 40 ngàn. Dầu sôi rồi. Giờ dầu sôi bắt đầu 6 chuyên môn. 6 chuyên môn. Sắc là cục nào mấy bự bự luôn, chảy lên chảy. Sao thấy mấy ngày nay rồi đó, hết mấy cắt rồi tới mấy chục hồ. Rồi đây là sẽ dài cả tháng nữa, con bên kia ta cắt tới nữa kìa. Ta đang chục hồ vẫn. Cái này nhà tôi đi mà. Để chiên hai lần đi. Cái này mất trái nó chừng á. Chưa làm người ra, ừ, người mở ra, tháng 3 thao để tường, thì đó thì con bả chia ra người một nền nhà như bán cũng vài trăm được nhé. Bây giờ sáu chiên cũng nó săn lại này, giờ sáu vậy nè là nó không có bị rã ra nè. Còn chiên phần này nữa là xong rồi này, coi chú chị phải chiên hai lần, phải chiên hai lần cho nó đều. Cái này chị, dẻo lắm nè. Chú anh chị và bạn bữa nay giờ thấy hai chị em quá trời đẹp. Ai cũng nói sao mà sao giống hệt mẹ con. Hai chị em mà không giống sao được ha Khánh. Sao được số lượng bình á, ta làm tháo với mẹ con nữa. Con bé nào lại làm móng á, nó con nói ủa gì Phượng hả? Cái trang đó phải Dì Phượng hay Dì Hồng mà không biết ai mà sao biết Dì Phượng. Quá trời thơm luôn, sao rồi? Đây là sao, làm nước chấm hay sao? Không mà nhìn chao này nó dẻo quá sao? Dẻo thiệt luôn á. Cái chao này ta ớt cũng vừa ăn rồi, giờ mình chỉ dành nó ra cái sáo nặng chanh vô nữa là mình chấm rồi đó. Mày có ớt, nó có gia vị sẵn, muốn dịu quẩn đường tí xíu nữa. Giờ thịt nó cũng mềm rồi, cho môn vô. Còn không luôn đi. Mình cũng dành. Vừa ăn rồi nè. Giờ sắm hàng chanh vô cái đằng sau đánh lên cho đều. Vừa rồi hết chứ nè. Sao bỏ đường vô rồi phải không? Sao bỏ đường vô rồi. Dạ. Bây giờ sao đánh cho nó tan đi. Sao coi hai rồi nè. Ra đây rồi đó. Ban đêm thức ban ngày nó ngủ. Cái trái sữa nó bị lớn vậy nè. Mà sáu con nó đẻ sáu con á, thấy tội nghiệp sức vậy. Một ngày nó uống nước hả? Em không biết nói bao nhiêu lần nữa chị Nam vậy đó nha. Nó uống nước đâu nó có sữa cho con nó đó. Thơm quá mẹ. Dạ, thơm mà có mùi chao quá. Món vịt món nấu chao của mẹ đã hoàn thành. Mặn thấy phai không đi. Giờ chỉ là lên này về dọn ra cái mà ông nội ra cái bé Vi cũng đi học về rồi. Về gia đình ăn vịt nấu chao được rồi. Quá trời hấp dẫn luôn, thấy sao? Bây giờ mình bỏ rau vô nhúng rau được sao ơi? Cô chú anh chị và bạn ơi, món vịt nấu chao đã chín rồi. Em cùng gia đình mời cô chú anh chị và bạn ăn vịt nấu chao cùng gia đình em nghe. Sao thấy em sao? Em quay clip rất là khó luôn. Vừa chuẩn bị thì ta mở. Đợi bên kia nghỉ đang cắt sắt thì. Bên kia người ta cắt sắt ta chào á. Chào nghỉ bắt đầu ta bắt nhạc lên. Đó được rồi. Bữa nay bé Bi ăn món này ngon lắm rồi bé Bi. Gia đình mình nói chuyện nhiều nhiều vô để lắp âm thanh nhạc. Nhạc lên đi rồi. Đụng đụng nữa rồi. Sao bé Bi? Thơm à? Quá thơm. Nhìn cục ngon dẻo quá trời dẻo luôn nè. Ừ. Dao xanh chanh luôn. Hả?
Ừ, mà quý bà con dùng vịt thách chao về mình nha. Ăn vịt thách chao với mình nha. Mà ra nhà ăn vịt nấu chao với mình luôn nha. Mà chú mình nhận con. Giỏi ăn con. Ăn con. Wow. Nãy giờ đói lắm rồi ạ. Bảy mùi. Bây giờ biết bữa nay mà ăn rồi có nhà có vậy có sáu gia đặng tâm sự với Nguyễn với mẹ đặng lắc với mẹ. Ngon quá. Hiểu. Ủa, có trời gọi giống một coi vô mát thiệt. Lâu lâu có ngon giống một coi vậy. Đẻ. Ngon đi. Ngon quá con. Bột khoai nó bột mà nó dẻo ngon quá trời mà thơm quá ha. Bùi bùi bùi. Mình ăn nằm 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 luôn. Nó mềm. Nóng bao nhiêu nóng? Nóng. Không đúng không? Đang mới ở. Ăn nó mới ngon con. Hoài ngon quá. Mai chiều ông nội sắm chiếc xe ba gác kêu là tới giờ ăn cái mình chạy xúc thì kéo đồng ha. Xúc xe lên đồng ăn hả con? Hả xúc xe đi. Còn mày chơi nhạc người ta không sợ rồi đâu, lên đồng ta ăn. Lầm luôn rồi. Chặt vậy nè, ăn mới dẻo. Nước nhỏ quá ăn mới dẻo đâu. Bà nội nấu hả? Câu câu Vy ăn nồi lẩu hấp chao này, nấu chao này bữa nay Vy thấy sao? Bà nội nấu ngon không? Nhức nát hả? Ăn nhức nát luôn. Nhức nát được chuyện nhức răng nha. Nhức răng này phải ăn luôn á. Chao hết ăn luôn. Nó dòm vậy thôi chứ nó. Con được là nó vậy nó ít nào dòm. Nó dòm này mới hổm lắm. Mới hổm lắm. Giờ miệng dữ lắm. Cha ăn khoai được rồi. Mềm hả cha? Mềm dễ ăn. Mềm dễ dẻo. Ngon quá, hết nói chuyện nổi luôn hả sao? Hết nói chuyện luôn. Món ăn hết nổi luôn rồi. Nên là rồi gặp má Hồng mẹ Úc Vy là gọi là gì? Ăn vô ác khẩu luôn. Ngon quá, ăn vô ác khẩu. Ác khẩu rồi, cho nên mà nghĩ nói hả? Cái gì? Không mà bé Vy phá ra một tôi mà. Ăn được tốt. Má. Hay bé Vy này mặn tươi được tốt, không nắng nào, sạch chén luôn, ăn thêm miếng nữa, bố có món nào ăn mà ngon ngon cái điện thoại cho sáu ra liền, hú sáu ra,
món ngon mới điện. Món nào cũng được. Bữa nào là thấy có bà Sáu rồi, bà Vi đi học về là biết có món ngon hả Vi? Chăm thêm nha. Ăn mắm. Ừ. Nhớ mắm nó kìa. Ăn gì cũng không nhớ quên mắm nha. Lấy bún thêm không, chan thêm. Nướng sạch sạch vậy chấm bánh mì cũng ngon nữa sao. Chào các bạn. Chan nước thêm con. Cái này thấy bé Huy ngon miệng nha quá à. Món món nào con phải ăn ngon miệng vậy nha. Chị nói có món ngon rồi là ăn mắm đang xào với mắm quốc nữa rồi. Mắm quốc này. Đúng ăn nhất sắc rồi. Ăn nhất sắc rồi. Có giấy đặn được. Có giấy đặn được. Có giấy của em rồi. Đổi màu. Quá trời. Thấy không? Rau quá. Chúng nó ngồi lắm. Ngồi gấp một tơi con. Anh là má. Không. Ngon quá trời. Con dĩa kìa. Ờ bỏ nổi đi. Nó rồi. Ăn sức buồn ngon ngọt luôn. Giờ bằng gió mát. Vì nữa thích nó ăn mồng tơi. Thấy cái mồng tơi bỏ vô. Thích cái gì khó chứ, cái mồng tơi dễ rồi. Bỏ mồng tơi vô. Cái quay. Sao cái mắm này không ăn vậy cha? Ờ, không ăn. Chào cái. Ăn à. Mắm gì? Mắm chao á. Hay chấm nhưng mà không có chấm. Chấm không? Không chấm đâu. Rồi, ăn đi. Cười đi. Luôn rau đó hồi sau ăn tiếp ha. Phải nhiều một tơi. Ăn rau một tơi nó nhiều quá. Nhiều. Cô chú chị và bạn ơi, bữa ăn của gia đình em hôm nay đã kết thúc. Một lần nữa em xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn rất là nhiều mọi thời gian nghe xem video. Em xin đại diện gia đình mến chúc tất cả cô chú chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và em cũng xin đại diện gia đình và tất cả cô chú chị và bạn vào video theo. Bye bye. Bye.